Lính chiến, tác giả Hồ Sơn Đài, giọng đọc Hải Yến, số 4. Đang công tác trên biên giới, một hôm tôi nhận được điện của phòng quân báo mặt trận. Nội dung: về cứ cơ bản của tiểu đoàn nhận nhiệm vụ. Tôi đi từ Khơ Vao về Sisophon, từ Sisophon về sở chỉ huy tiểu đoàn ở Gra Lanh. Đại đội 3 cùng về với tôi. Tiểu đoàn 47A lúc đó có một chiếc xe Jeep, hai xe reo và hai xe Honda. Tôi ngồi xe Jeep, một xe reo chở lính của đại đội 3 đi trước. Đến Maka, qua trạm kiểm soát quân sự của sư đoàn bộ binh 5, chiến sĩ gác của trạm kiểm soát sư đoàn nghịch thế nào lại kéo cần barrier móc cái dây vào cổ một chiến sĩ cơ yếu ngồi trên xe, làm chiến sĩ này suýt té bị xây sát. Anh đại đội phó đại đội 3 nhảy xuống, mặt hầm hầm chửi cậu vệ binh định đánh. Chiến sĩ vệ binh phản ứng lại, chĩa nòng khẩu AK vào đại đội phó đại đội 3. Thấy vậy, chính trị viên đại đội 1 nhảy vội xuống, chạy đến đưa tay hất nòng khẩu AK lên. Lợi dụng lúc đó, đại đội phó đại đội 3 đấm vào hàm cậu vệ binh. Sự việc diễn ra quá nhanh, không kịp kiểm soát. Tôi xuống giải quyết. May mà cú đấm không để lại hậu quả. Nếu có chuyện gì thì tôi bị kỷ luật, chịu trách nhiệm liên đới. Gặp thủ trưởng phòng quân báo, tôi được giao nhiệm vụ tổ chức đội công tác bám nắm địch đang xây dựng căn cứ tại vị trí cách Thomadop 8 km về phía nam. Căn cứ này do một thiếu tá thuộc phái Sreika của Sonsan tên là Công Silop chỉ huy. Lúc đó đã gần Tết Campuchia, đang làm công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ thì tôi nhận được điện thông báo đơn vị bạn có bắt được một tù binh. Gã tù binh khai có biết căn cứ của Công Silop. Tôi dẫn gã tù binh về để khai thác. Tôi nói với gã tù binh, nếu giúp chúng tôi tìm được căn cứ thì anh cũng có công. Anh yên tâm, bộ đội Việt Nam đối xử tốt với anh. Nói xong tôi trải bản đồ ra, hỏi, chỗ nào? Nếu đến được bầu nước Braisa thì em mới chỉ được, gã nói. Tôi lại hỏi, anh dám dẫn tôi vào tận căn cứ không? Dám, gã trả lời. Tôi tổ chức một đội đi, dẫn cả gã tù binh đi theo, dẫn đường. Đi bám địch, mang tù binh đi theo là chuyện không dễ dàng. Tôi cùng ba chiến sĩ có kinh nghiệm và gã tù binh đi đầu, bộ phận còn lại đi phía sau, cách 100 mét để đề phòng bất chắc. Chúng tôi đến bầu nước Braisa an toàn. Theo gã tù binh, từ bầu nước đến căn cứ Công Silop còn khoảng 10 km. Đi theo hướng tù binh chỉ, đến cách căn cứ khoảng 4 cây số, tôi yêu cầu một tổ ở lại. Còn tôi, đại đội trưởng Lê Mạnh Hưởng, trung đội trưởng Lê Đình Ấm và một số chiến sĩ dẫn theo tù binh đi tiếp. Cách cứ địch khoảng vài trăm mét, tôi nói với người tù binh, từ bây giờ tôi đề nghị buộc dây vào tay anh và một chiến sĩ của tôi, đề phòng anh bỏ chạy. Anh đồng ý không? Tù binh đồng ý. 2 giờ sáng vào đến sát giao thông hào của căn cứ, tôi cho dẫn người tù binh quay trở ra, còn chúng tôi tiếp tục bám lại quan sát. Ngày Tết, bọn địch lo ăn uống, chủ quan không canh gác. Chúng tôi bước qua giao thông hào, vào đến tận cầu ao và qua con suối nhỏ. Bên kia suối là nhà của tên chỉ huy. Tôi yêu cầu anh em quan sát kỹ các mục tiêu để về vẽ sơ đồ chi tiết. Gần sáng mọi việc xong xuôi, tôi cho anh em rút ra an toàn. Sơ đồ căn cứ Công Silop được gửi về cấp trên. Dựa vào sơ đồ này, sư đoàn bộ binh 5 đã tổ chức tiến công tiêu diệt căn cứ, kết thúc thắng lợi nhiệm vụ mùa khô 1979-1980. Riêng tôi, nhờ chiến công nắm căn cứ Công Silop, nên vụ cấp dưới đánh chiến sĩ vệ binh của trạm kiểm soát quân sự sư đoàn 5 được xí xóa. Nếu không, có thể bị nhận khiển trách.
Tháng 4 năm 1980, chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Mạnh Cư thông báo cho tôi việc cấp trên cử đi học. Nơi học là trường quân chính quân khu 7. Việc đi học khá bất ngờ, anh Cư gặp tôi, nói: "Chú mày đi học." Thế thôi, không có quyết định gì, chỉ có mỗi giấy cung cấp tài chính, giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cũng không cần. Tôi xuống các đại đội chia tay anh em. Trước khi đi, ban chỉ huy tiểu đoàn cho 2 cân bột ngọt, 10 mét vải phin hoa mua tại cửa hàng thương nghiệp của bạn về làm quà. Xe của trạm Giao Liên chở chúng tôi từ Xiêm Riệp về trường quân chính. Lúc bấy giờ đang đóng tại Bà Rịa. Nhà trường khai giảng vào tháng 5 năm 1980. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đi học. Các lớp học được biên chế thành từng tiểu đoàn. Tôi thuộc tiểu đoàn 1, là lớp đào tạo ngắn cán bộ tiểu đoàn trưởng, lớp đầu tiên đào tạo tiểu đoàn trưởng theo cơ chế một người chỉ huy. Lớp có gần 30 người, anh Luyện cán bộ khung của trường, người Quảng Bình làm lớp trưởng, anh Dương làm bí thư chi bộ, các anh Đoàn Đức Thái, Lương Văn Mướt là anh hùng lực lượng vũ trang, tôi là học viên trẻ tuổi nhất. Doanh trại trường quân chính quân khu trước đây là trung tâm huấn luyện quốc gia Vạn Kiếp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung tâm này thành lập từ năm 1962, ban đầu để đào tạo quân nhân viễn thám, sau đó mở rộng các đối tượng huấn luyện như bổ túc và nâng cao cán bộ cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, rồi các khóa đào tạo đặc biệt dành cho sĩ quan quân chủ lực, địa phương quân và nghĩa quân thuộc quân khu 3, vùng 3 chiến thuật. Là trung tâm huấn luyện quan trọng như vậy, nhưng cơ sở vật chất gần như không có gì. Các dãy nhà thấp, mái tôn rất nóng, sân trường toàn cát, chỉ có mấy cây phi lao. Năm 1980, tình hình kinh tế của nước ta rất khó khăn. Ở phía Bắc, chúng ta phải đối đầu với cuộc chiến tranh gây hấn biên giới của Trung Quốc. Ở phía Nam, phải tập trung cho nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Các tiêu chuẩn về lương thực, thực phẩm của bộ đội cũng bị tiết giảm. Gạo thì hôi mốc, thức ăn hầu như không có gì. Đời sống của cán bộ học viên rất khó khăn. Bên cạnh trường quân chính là cánh đồng của xã Hòa Long. Ngoài đó có một số bầu đìa. Có nhiều buổi trưa không ngủ, tôi mang chiếc xô đựng nước ra đồng bắt cua. Bắt cua là chuyện tôi thường làm từ nhỏ, nên hôm nào đi tôi cũng bắt được một vài ký, rồi kiếm thêm rau dại ngoài đồng và đọt cây khổ qua rừng trong vườn chuối về nấu đủ một nồi canh cho cả tiểu đội. Tuy sinh hoạt vất vả, điều kiện vật chất thiếu thốn, nhưng phần lớn anh em trong lớp đều cố gắng học tập. Riêng tôi, nhờ trời phú cho trí nhớ khá tốt, lại có kinh nghiệm thực tiễn ở đơn vị, nên việc học tập khá dễ dàng, kết quả kiểm tra các môn đều đạt khá. Bài kiểm tra chính trị đầu tiên, tôi và hai anh trong lớp là Nguyễn Hoa Lý và Nguyễn Giang Nam đều được điểm 8, là điểm cao nhất. Các môn sau cũng vậy, tôi đều đạt khá trở lên. Trong tiểu đội tôi có một anh tên là Thịnh, trước khi đi học là chính trị viên tiểu đoàn 9, trung đoàn 429. Anh đã 30 tuổi, có người yêu ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thịnh nằm kế giường tôi, một hôm quay sang tâm sự. Nói thật với ông, tôi có người yêu ở thành phố, nhớ quá, mà cán bộ khung không cho về thăm, chủ nhật được nghỉ cũng không cho đi. Tôi suy nghĩ tìm cách giúp anh, rồi nói: "Anh cứ đi đi." "Làm sao đi được?" anh thắc mắc. Tôi bảy mẹo: "Anh cứ đi. Mọi người trong lớp có hỏi thì em nói là anh đi đâu đó, còn buổi tối em sang giường anh ngủ." Có tối thứ bảy, anh Thịnh trốn về thành phố Hồ Chí Minh mà không xin phép cán bộ khung, chỉ báo cáo với trung đội trưởng kiêm nhiệm. Khi anh đi, tôi lên khu vực phòng cán bộ khung đi qua đi lại cho họ thấy mặt. Đến khoảng 9:30, chờ mọi người đi ngủ thì về giường, lấy ba lô, mũ đặt lên giường, rồi chùm cái mền mỏng lên. Xong thì sang giường anh Thịnh nằm. Tôi kéo tấm mền mỏng che mặt lại, chỉ thò hai cái chân ra ngoài, không ai phát hiện được.
tháng 12 năm 1980, khóa học kết thúc. Trước khi thi tốt nghiệp, thủ trưởng tiểu đoàn khung nói, cậu còn trẻ, học được nên ở lại trường. Nhưng tôi chỉ muốn trở về đơn vị cũ. Trong quá trình học, tôi có nhận được tin tiểu đoàn đang rất thiếu cán bộ. Học xong, hầu hết mọi người đều xin nghỉ phép. Riêng tôi không về phép thăm gia đình mà đến luôn trạm T230 tại Quang Trung để trở lại đơn vị. Sở chỉ huy tiểu đoàn trinh sát 47A lúc này đóng tại thị trấn Gra Lanh, tỉnh Siem Reap. Về đơn vị, thấy không khí như trùng xuống. Hai cán bộ tiểu đoàn bị kỷ luật, đang chờ đảng ủy phòng quân báo mặt trận phân công nhiệm vụ mới. Tại các đại đội, một số cán bộ đi phép quá hạn mới trở lại đơn vị, đang chờ xét kỷ luật. Số hạ sĩ quan, chiến sĩ, gần hết nghĩa vụ quân sự, thì có tư tưởng chờ ngày ra quân, thiếu phấn đấu, ngại đi bám địch. Tiểu đoàn không có đủ số đảng viên để thành lập đảng bộ bộ phận. Về đơn vị ngày hôm trước, hôm sau, tôi được thủ trưởng phòng quân báo mặt trận gọi lên, giao quyết định bổ nhiệm chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn trinh sát 47A. Quyết định do tư lệnh mặt trận 479 Hồ Quang Hóa ký. Cùng nhận quyết định với tôi có anh Lê Mạnh Hưởng được bổ nhiệm làm tiểu đoàn phó. Ban chỉ huy tiểu đoàn lúc này gồm tôi, tiểu đoàn trưởng, Nguyễn Mạnh Cư, chính trị viên, Lê Mạnh Hưởng, tiểu đoàn phó. Từ phòng quân báo về, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tiểu đoàn lúc này có hai vấn đề khó. Khó thứ nhất là tổ chức biên chế có thay đổi. Do chiến đấu bị thương nên phải thay đổi cán bộ. Nhiệm vụ của từng đại đội cũng khác đi. Các đại đội ở rất xa nhau, có đơn vị cách cả trăm cây số. Vì tiểu đoàn trinh sát là của mặt trận nên ở rất nhiều chỗ. Thời bình mới ở chung với nhau, còn hồi đó cách xa nhau cả trăm cây số. Việc liên lạc chỉ đạo và báo cáo chỉ bằng máy 15W, có khi chỉ có máy 2W, mà máy 2W rất khó liên lạc. Nếu ở trong rừng, bị cây che khuất là không nghe được. Khó thứ hai là vấn đề tư tưởng. Số anh em nhập ngũ năm 1978 hy sinh nhiều, hầu hết đều phấn đấu tốt. Nhưng đến năm nay đã tại ngũ 3 năm chuẩn bị ra quân. Không ít người nảy sinh tư tưởng, ngại đánh nhau, ngại gian khổ hy sinh. Cán bộ thì tận dụng mọi cơ hội để được đi phép. Có người trễ phép đến 2-3 tháng, cá biệt 7-8 tháng. Công việc của đơn vị vì thế ảnh hưởng rất nhiều. Việc các đại đội ở xa nhau, tôi sẽ căn cứ nhiệm vụ được giao để báo cáo với phòng quân báo mặt trận tìm cách khắc phục. Riêng vấn đề tư tưởng, tôi cùng với chính trị viên Nguyễn Mạnh Cư đẩy mạnh công tác giáo dục, động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị yên tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sinh hoạt chi bộ, kêu gọi cán bộ đảng viên trẻ làm đầu tàu gương mẫu trong công việc, đặc biệt ưu tiên thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội, triển khai đầy đủ và kịp thời công tác chính sách cán bộ, đề nghị giải quyết ra quân đối với những trường hợp hết thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đợt giáo dục chính trị kết hợp sinh hoạt tự phê bình và phê bình, bình xét đảng viên cuối năm 1980 đã bước đầu đem lại hiệu quả tốt. Năm 1981, tiểu đoàn chuyển sở chỉ huy về thị xã Siem Reap, ở cụm rừng cách di tích Angkor hơn 1 km về phía đông. Chúng tôi xây dựng doanh trại ở bên ngoài dân, nên công tác quản lý kỷ luật, duy trì sinh hoạt có nhiều thuận lợi hơn. Đại đội 1 và đại đội 3 đóng gần sở chỉ huy tiểu đoàn, đại đội 2 ở Sisophone, đại đội 4 ở khu vực Biển Hồ. Tiểu đoàn tôi năm 1980 có tổ công tác tại thị xã Siem Reap, gần vị trí ban Z của phòng quân báo mặt trận, do phó phòng Trịnh Hiệp Hòa phụ trách. Ban Z xây dựng được một số cơ sở quân báo người Campuchia, trong đó có cô Osafiep và S. S bị thọt chân, còn cô Osafiep khoảng hơn 20 tuổi. Không hiểu thế nào, địch lại móc nối với S, đề nghị S hoạt động hai mặt cho chúng. S báo lại sự việc với tôi. Tôi báo cáo với trưởng phòng quân báo Phan Khương, Hai Khương.
anh Hai Khương bảo tôi cho nó móc và dặn thêm, tiếp tục theo dõi, có gì thì chạy ra đây báo cáo chứ đừng gọi điện. Nơi tôi ở cách phòng quân báo khoảng 8 km. Một hôm, S báo với tôi, có tên chỉ huy mới đi tập huấn ở Trung Quốc về, muốn kiếm bộ quần áo của bộ đội cách mạng Campuchia để đi công khai vào thị xã Siem Reap trinh sát, xây dựng cơ sở. Nó đã có xe mô tô, súng AK, chỉ cần quân phục. Nghe tôi báo cáo, anh Khương chỉ thị giúp tên chỉ huy mua quần áo và sau đó bắt tên này. Kịch bản bắt như sau. Một nhóm trinh sát chia làm hai bộ phận. Bộ phận trực tiếp bắt địch gồm tôi và Phùng Quang Minh. Minh là trợ lý tham mưu, giáo viên võ thuật, giỏi võ. Bộ phận hỗ trợ gồm hai chiến sĩ khác. Chúng tôi đóng vai bộ đội cách mạng Campuchia đi chơi ở Sot Nui Kum, phía đông thị xã Siem Reap. Ngồi trong quán nước ở một ngã ba đã mặc định. Chờ S và tên chỉ huy cùng từ trong căn cứ đi ra. Khi phát hiện ra tôi, S giả bộ đến gần tôi mượn bật lửa châm thuốc lá và làm quen. Lúc này, Minh tiến đến gần tên chỉ huy, dùng động tác võ thuật quật ngã hắn. Cùng lúc, tôi quật ngã S. Ngay sau đó, bộ phận hỗ trợ lao đến bắt địch. Chúng tôi giả bắt S trước mắt tên chỉ huy vì muốn giữ bình phong cho S để tiếp tục hoạt động sau này. Kịch bản được luyện tập rất kỹ. Đến ngày hẹn, chúng tôi ngồi chờ mãi không thấy S ra. Về sau được biết, tên chỉ huy lấy lý do bận chưa ra. Tiếp hai lần sau cũng vậy. Trưởng phòng Phan Khương cho rằng có thể địch đã có sự nghi ngờ hoặc vì lý do gì đó ta chưa biết. Anh chỉ đạo không thực hiện phương án này nhưng vẫn giữ liên lạc với S, sẵn sàng bắt nếu chúng ra. Tôi cử một tổ trinh sát có bản lĩnh và tố chất kỹ thuật nghiệp vụ chốt tại thị xã, sẵn sàng chiến đấu, hỗ trợ S bắt địch. Ít ngày trôi qua, bỗng S dẫn một tên địch vào thẳng nơi ở của tổ quân báo. Tên địch rất cảnh giác, tay luôn kè kè khẩu AK bắn gấp. Mặc dù khi vào, S đã cố ý dựng cây AK của mình vào giá súng của tổ chốt. Anh em tổ quân báo đã được quán triệt trước, nên rất đon đả mời khách uống nước hút thuốc, rồi bắt gà làm thịt mời S và tên kia ăn. Cho đến lúc ăn cơm, tên địch mới bỏ cây súng ra. Chỉ chờ có vậy, anh em nhào vào quật ngã tên địch, chói hắn lại. Tên địch được đưa về phòng quân báo mặt trận để khai thác. Ban đầu tên địch không chịu khai, làm cách gì nó cũng không khai. S nói, nếu anh không chịu nói là mấy ông thủ tiêu, nó cũng không sợ. Sau S dọa, nếu không khai là họ về quê bắt cả gia đình anh luôn. Thế là tên địch khai, hắn được giao nhiệm vụ vào thị xã trinh sát để hoàn chỉnh kế hoạch tập kích Siem Reap gây tiếng vang. Tương kế tựu kế, chúng tôi yêu cầu tên địch viết một lá thư gửi về cho đồng bọn. Nội dung thư: ra Siem Reap an toàn, đang ở nhà cơ sở kiểm tra mục tiêu nên chưa về được. Đề nghị tổ chức lực lượng đi theo S ra vị trí X, thực hiện kế hoạch đánh thị xã như đã định. Thư viết xong, chúng tôi kiểm tra kỹ và tập cách trả lời của S cho thật khớp, đưa S đến khu vực dự kiến thiết kế trận địa phục kích. Sau đó, cử S đến gặp bọn địch trong căn cứ, còn tôi chuẩn bị lực lượng và luyện tập đánh địch theo phương án đề ra. S cầm thư đi, tôi chỉ huy đánh một chuyến xe ra Chikarang để nghi binh, rồi từ Chikarang hành quân ngược trở lại, đến một gò đất trồng nhiều xoài, nằm giữa Chikarang với thị xã Siem Reap, lập trận địa phục kích. Đúng ngày hẹn, địch không ra, chờ thêm hai đêm nữa mới nhận được tín hiệu đèn pin theo quy định. Tôi nhắc toàn đội sẵn sàng chiến đấu, riêng tôi sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ điểm hỏa mìn DH-10, làm hiệu lệnh cho toàn đội nổ súng diệt địch. Xuất hiện trên gò đất, chỉ có khoảng hơn 10 tên địch. S bảo chúng, anh em ngồi tập trung ở đây, đừng có ló mặt ra mà lộ, để tôi đi trinh sát trước. Tên trưởng nhóm nói, chỉ huy không cho tập trung, phải phân tán ra. Bọn địch dừng và phân tán rộng ra, tuy nhiên vẫn đúng vị trí chúng tôi phục kích. Vài phút sau, S hiện ra. Anh vừa thở vừa nói, đến rồi,
đánh đi, nói bằng tiếng Campuchia. Tôi ấn nút điện điểm hỏa, nhấn mấy lần, mìn không nổ. Liền bảo Minh bò đến, chiến sĩ cầm súng B-40, bảo bắn để tạo tiếng nổ, phát lệnh. Chiến sĩ vác súng vào lùm cây phía trước, chưa kịp bắn, thì bất ngờ tay tôi nhấn thế nào, mìn lại nổ. Anh em bắn súng AK và xung phong. Thực ra hôm đó mình không cần phải nổ súng nhiều, vì khi mìn nổ, địch gần như đã chết hết. Năm tên chết tại chỗ, có tên chui vào bụi tre, sau không ra được, chết luôn trong đó. Chỉ vài tên chạy thoát. Về đơn vị tôi hỏi S, sao anh vào đó lâu vậy? S giải thích, thằng chỉ huy lúc đầu đọc thư và nghe em nói, nó chưa tin, hỏi, người yêu nước của tôi đâu? Rồi bảo chờ thêm ít ngày nữa. Sau em phải nói cứng là tôi đã trực tiếp đến đây báo mà ông còn nghi ngờ người của mình ngoài ấy chờ lâu, có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm. Đến đây, thằng chỉ huy mới quyết định cho một tổ theo em đi đánh. Trận đánh hiệu quả không cao, nhưng quân ta an toàn tuyệt đối, không có thương vong vì nắm được tình hình địch. Sau trận đánh, tôi được phòng quân báo cho đi phép 20 ngày về thăm gia đình, tiêu chuẩn 5. Lại còn thưởng thêm 7 ngày nữa vì đã lập thành tích xuất sắc trong công tác. Tháng 7 năm 1981 tôi đi phép. Cùng đợt nghỉ phép với tôi có Nguyễn Ánh Dương. Dương ít hơn tôi 2 tuổi, người cùng huyện Lập Thạch, chiến đấu rất dũng cảm, là đại đội phó đại đội 3. Chúng tôi đi máy bay quân sự từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Gia Lâm. Sau đó bắt xe ô tô khách về nhà. Từ đợt nghỉ phép năm 1976 đến nay tôi mới được về nhà. Trong 5 năm, mọi thông tin của gia đình tôi chỉ biết qua thư từ. Muốn tôi yên tâm công tác, nên trong thư, bố mẹ và Hòa, vợ tôi, đều nói mọi người khỏe, cháu quang ngoan. Khi về đến nhà thì mọi chuyện không phải như vậy. Bố mẹ tôi già đi rất nhiều, kinh tế gia đình vẫn quá khó khăn. Em gái út của tôi bị bệnh. Hòa, vợ tôi, vừa dạy học, vừa nuôi con nhỏ, vừa phải giúp gia đình việc ruộng nương, nên rất gầy. Thương nhất là Quang, con trai tôi. Lúc tôi đi, vợ tôi mới mang bầu. Giờ Quang đã hơn 4 tuổi, nhưng rất nhỏ con và không theo bố. Những ngày đầu bế là khóc, phải dụ mãi nó mới theo. Đến khi chuẩn bị trả phép, tôi đi đâu nó cũng đòi theo. Sau ít ngày về phụ giúp gia đình vợ con và thăm họ Mạc hai bên, đúng hạn, tôi lên trạm giao liên đăng ký trả phép. Trước ngày trở lại đơn vị, tôi bàn với Hòa nên xin chuyển từ trường cấp 2 Văn Quán về dạy ở trường cấp 2 Đồng Thịnh quê tôi cho gần nhà, đỡ vất vả hơn. Hòa nói, anh cứ yên tâm vào đơn vị, chuyện chuyển trường ở nhà em lo sau. Nghe vợ nói vậy, tôi yên tâm. Ngày nhập trạm, tôi đến nhà Dương rủ cùng đi. Dương mới cưới vợ chưa được 20 hôm. Giờ phải xa, có vẻ chần chừ. Tôi động viên. Tôi với ông là đồng hương cùng nhập ngũ. Bây giờ tôi là tiểu đoàn trưởng, ông là đại đội phó. Mình cùng đi phép mà giờ tôi vào, còn ông ở lại thì coi sao được. Dương đồng ý đi, hai anh em trả phép đúng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.